Hay chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game đấu trường chân lý Mobi nha. Vòng đi chợ đầy đủ. Ồ, cái vương miện chiến thuật này là vô là có cho được một cái vương miện luôn hả? Ghê ta. Chà, chất lượng nha. Ồ, nghe cũng hay. Với lại hôm nay nó có ra cái update mới, nó có ra nhiều cái này lạ lắm. Nó cho một cái sẻng nữa. Là thằng nào vô cũng được cái sẻng hết. Xong rồi đó, có một cái gọi là cua con gì, cua nhảy múa hay là cái gì đó. Cái con đó nghe có vẻ như là bá đạo quá nha. Mà nghe có vẻ hôm nay mới từ cái lúc update tới nay là có vẻ như ăn hành khá là nhiều với con cua đó. Được, được, bữa nào test thử cái lỗi đó cho mà anh em biết chơi thử coi như thế nào. Còn cái này là cái gì? À, vương miện chiến thuật à. Trời ơi. Vô là được cộng 2 luôn, vô được cộng 1 luôn mới ghê chứ. Khó chịu ở chỗ là cái vương miện này á, bây giờ nó sẽ thằng nào cũng vậy. Cho nên là nó đều nhau. Chủ yếu là nó sẽ đến được cái mức độ gọi là bài của nó sẽ được khớp lệnh rất là nhanh thôi. À, kiểu như có những cái con bài bạn phải 8 nó mới đủ bộ đúng không? Không, bây giờ chỉ cần 7 thôi là anh em đủ rồi. À, anh em chỉ cần xoay nó ra là anh em đã đủ bộ rồi. Nhiều khi cũng 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 cái này thì nó lại hơi khó đó, kiểu như nó sẽ đẩy cái trận đấu vô nó đến một cái mức độ mà nó sẽ hơi làm khó anh em á. À, thật sự luôn đối với mình cảm giác giống như vậy á. Kiểu như nó đã đi đến cái mức này là thằng nào cũng sẽ được cộng một, ví dụ như level 7 như tụi nó có 8 con. Nhưng mà 8 con đó thì cái bộ của bạn đó, nó chưa được kích hoạt hết, hoặc là bạn cần phải có những cái con 4 tiền hoặc 5 tiền bạn mới xoay được. Còn nó đi những cái bộ mà chỉ cần 3 tiền, 4 tiền thôi mà nó may mắn nó xoay được 4 tiền sớm đó, thì có thể là nó sẽ hoàn thành bộ rất là nhanh. À, mà hoàn thành bộ rất nhanh bạn biết rồi đó, nếu như mà bạn chưa hoàn thành bộ với lại một thằng hoàn thành bộ rồi á mà bạn chơi với nhau thì rõ ràng là bạn không thể chơi lại nó là cái chắc rồi. À, là cái chuyện bạn không thể chơi lại nó là nó gọi là nó hợp lý. Sao mà sai được đúng không? Cho nên là cái nó sẽ đẩy tới cái trận đấu nó sẽ đến mức một cái diễn biến mà nó hơi phức tạp. Ừ, đúng đúng kiểu là nó hơi phức tạp chút xíu. Tại vì nó bạn sẽ phải để ý coi tụi nó đi cái bài gì, tại vì có thể là tụi nó sẽ hoàn thành bộ rất là mau. Mặc dù là tụi nó chưa có đủ level nhưng mà tụi nó may mắn làm sao đó, giống như dòng đi chợ nè, nó lấy được một con 4 tiền hoặc 5 tiền mà tụi nó cần, hoặc là theo kiểu là cái dạng là nó may mắn làm sao đó 1/200, 2% mà nó ra, thì đúng kiểu là bạn cũng hơi sốc đó. Chỉ cần mà hai thằng đi như một trận mà nó hoàn thành bộ sớm hơn bạn là bạn thấy bạn thua rồi. Cái tín đồ mua sắm này thiệt luôn, không lấy không được thật rồi. Mà lấy thì nó lại sợ là xoay, nhưng mà đúng kiểu là xoay bây giờ nó lại tệ. Nó cả lấy cái tìm kiếm tài năng thì bây giờ tất cả những con tướng của mình nó sẽ trở thành là siêu sao. Mà siêu sao của mình thì nó sẽ nhận thêm được tóc đánh. Thôi kệ đi. Tại bạn biết sao không? À, đi cái này thì nó sẽ có một vấn đề là sao? Carry của bạn nên là siêu sao. À, nên là siêu sao tại vì siêu sao của bạn sẽ được cộng thêm máu và tóc đánh nữa, rất là ngon. Cái tìm kiếm tài năng này cũng được, phải như là uống nước nhớ nguồn hay là bất cứ thứ gì đó thì cái team của mình đi nó sẽ khác, còn cái này nó sẽ khác. Nó tất cả những con khác đều nhận được hiệu ứng của siêu sao cả, nhưng mà cái con siêu sao các bạn đã nhận được, nói chung cái lõi này cũng khá ngon. Không 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 chê, không có chê, nhưng mà cái lõi kim cương có nhiều lõi còn ngon hơn nữa. Nhưng mà cái lõi này nó sẽ búp gọi là tóm lại là sức mạnh cho team của bạn á. Mà mình bữa hổm clip trước của mình đã nói với bạn rồi là bây giờ là chơi theo kiểu là dạng 2-1. À, một lỗi roll, hai lỗi tăng sức mạnh thì cái đó nó sẽ hợp lý hơn, còn nếu được ba lỗi tăng sức mạnh luôn thì tốt. Nếu bạn xoay bài bạn tự tin đó thì như vậy thì quá ngon. À, chỉ sợ là không được thôi. À, chỉ sợ là nó không hết tiêu. Trời ơi sao chết rồi. Hết tiêu dạo này nó ra một cái chế độ mới á, là sao thí dụ như bạn 4 vòng rồi, bạn đánh 4 vòng rồi 4 người chơi rồi bạn có thể chọn. Bạn chọn một cái là sao? Thí dụ như là nổ hũ liền luôn. Bao nhiêu điểm nổ liền. Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Còn nếu mà cái thể loại kia là nó sẽ cho bạn thêm nữa, mà bạn thua một cái là bạn trừ đi 50% liền. À, chia một nửa luôn, là bà quên, bạn thắng một cái là bạn chia một nửa luôn. Xong là nổ hũ liền. À, thí dụ như đang 200-300 điểm đang ngon, thắng một cái ứ hự liền. À, chọn cái đó thì chỉ thua thôi nha, chọn cái đó thì chỉ thua thôi, chứ mà thắng một cái là trừ phân nửa là thấy thua luôn các bạn. Chỉ cần một lần bạn chọn sai như vậy là cái team hết tiêu của bạn nó đi liền, đi liền. Thì sao bây giờ một trận bèo lắm cũng phải ba thằng, bèo lắm phải ba thằng hết tiêu, ít ra lắm là phải ba thằng. Còn nếu mà trong ba thằng đó thì về cuối có thể là từ hai hai thằng là còn chơi tới cuối, còn một thằng quay đầu
chứ không ít hơn, trận nào ít lắm thì 3 thằng, còn nhiều là 4 thằng 5 thằng là chuyện bình thường các bạn. Một cái chuyện bình thường luôn á, 4 thằng 5 thằng chơi hết steel là bình thường luôn á. Rồi cho nên mà Benta kêu rồi, ôi nè Benta nè, vô bây giờ là mua một cái là bây giờ là mình có 4 meta liền luôn á, ngon không? Nhưng mà bây giờ mình đang có 4 liên xạ, đang có 4 liên xạ đang rất là ngon. Bây giờ sao ta? Thôi kệ, lấy 4 liên xạ bắn đi. 4 Benta, 5 Benta cũng được. Benta thì dễ kiếm mà, con một con nó dễ mà. Hồi nãy phải như hồi nãy mình lấy Gna đó. Cái đợt trước á mình không có lấy Gna tại mình nghĩ là mình không có dùng. À đợt trước mình lấy Gna, pha này là mình đổi 5 Benta rồi. 5 Benta mãi đỉnh luôn chứ còn gì nữa đúng không? Chứ cái là bây giờ mình hồi trước không có lấy Gna rồi cho nên là thôi thua rồi, nó có cái dục cực kiếm. Hai con giống nhau nhưng mà mình không có đồ, nó cầm được vô cực. Mà vô cực ánh sáng nha bạn, vô cực là vô cực đỉnh của chớp chứ không phải là vô cực thường nữa. Trời đất ơi. Khó nhờ, bây giờ lấy cái gì đây, mình nói thiệt luôn, bây giờ lấy cái gì đây? Tại bây giờ mình chưa biết đi cái gì, liên xạ thì có rồi đó, nhưng mà không lẽ giờ đi liên xạ tới cuối luôn hả? Căng nhờ. Mà đã vậy cũng có chọn được chó đâu. Đã gặp đầu bảng nữa chứ, không hiểu sao đánh cái đội hình vậy mà đầu bảng được luôn á. Không hiểu kiểu gì luôn, đánh đội hình vậy đầu bảng, what fuck. Sợ thiệt. Chọn bài thôi kệ, chọn con này cũng được, lên được nếu hai hai sao thì tốt. Trời ơi, lên được 2 sao ngon quá nè. Bỏ hết tiêu nãy giờ cũng không lấy nữa, con này mình lên 2 sao đi hết tiêu chắc cũng ngon. Mình đi hết tiêu bây giờ mắc gì mình phải đi chịu thua các bạn, mình đi chịu thắng luôn. Đi chịu thắng luôn, nổ hũ liên tục, nổ hũ liên tục luôn khỏi mất công sợ. Còn nào mà thua thì chơi theo kiểu dạng là tích, theo kiểu tích thêm, còn mình nổ hũ liên tục luôn lấy tiền cũng ngon. Trời ơi, chuột 3 đồ, what the fuck, 3 đồ ánh sáng nữa thằng này. What the hell, đi cái gì đây à? Không biết đi cái gì nhưng mà con chuột này ở đây là kiểu như tại sao nó lại không đưa đồ cho một con 2 sao nhưng mà lại đưa đồ cho con chuột ở đây nhỉ? Rất lạ lùng. Chà, chuột cũng ghê đấy, chuột Titan à? Không, thằng này thì chắc chắn là nó đi hết steel chứ nó không phải đi bên đi bưng. Nó có cầm cái hết steel ra trong đó rồi kìa. Khó thiệt phải không? 2 trận là vô, cứ một một trận là bạn phải thay bèo lắm, phải 3 thằng hoặc 4 thằng. Mà Gna nãy giờ ra hơi nhiều nha. Ủa hay là team là team Benta nhờ, sao nãy thấy ra một loạt Benta xong giờ ra Gna một đống nè, là sao nhờ? Ủa sao đang đi liên xạ đang ngon mà tự nhiên cái nó ra Benta nghe nó vẻ thú vị nhờ. Ôi rồi Benta khỏe nha bạn, nếu mà tính ra Benta thì cái đợt update này thì nói chung là Benta cũng ổn, không không đến nổi. Nói chung cũng được, cũng được, không 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 tới nổi. Mình đang coi coi thằng nào chơi Benta không, thấy không có thằng nào chơi Benta hết luôn. Phải như nãy lấy 5 Benta bây giờ chắc ngon mẹ rồi. Tiếc thiệt, biết đâu bạn ơi, biết trước nói gì mà biết chiều sổ con nào thì thôi, nhà giàu rồi. Đời đâu hoạt động vậy bạn, cho nên giờ tiếc nuối chỉ là gọi là kiểu giống như là ăn mài quá khứ thôi, chứ giờ là chứ cứ tiếp tục thôi. Tại hơi tiếc cái vụ mình 5 Benta đó chứ. Bây giờ chắc chắn là 4 liên xạ không thể ngon bằng 5 Benta về cuối được rồi. Từ khi liên xạ bạn xịn lắm, có đồ đạt đồ dữ lắm kìa, chứ còn không không không, không chơi đổi. Ý da. Đội Neko nè. What the fuck? Cái gì nha? Từ từ nha, Neko rồi lên 2 sao có thể xoay. Tự nhiên có 2 Gna đây, 2 Neko đây, cái tự nhiên muốn đi phanh cứng dễ sợ luôn. Muốn đi Gna 5 phanh cứng thì giống như bữa hổm mới đi đây. Gna đang khỏe nữa chứ, không ai giành. Ổn định luôn, tự nhiên cái bây giờ tự nhiên thấy con Neko đây cái muốn đi 5 phanh cứng dễ sợ luôn bạn. Không biết đi được hay không đây chứ. Nghe 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 thú vị nha. Nghe nghe ổn định đấy, đột nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Đồ cũng ngon nữa nè, đồ này đi phanh cứng hợp lý luôn nè. Chà 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 chà, tồi thiệt mà, nghe nó màu lắm,
Cái này ra Grenade phanh cứng chắc mua luôn quá ta. Ồ, tự nhiên tôi thấy nghe nó thú vị hẳn nha. Nghe 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 cứng ấy, đột nhiên tôi thấy thú vị hẳn nha. Grenade phanh cứng để đồ vô cái đập luôn nha. Ồ, ngon. Tại vì phanh cứng bây giờ là chỉ cần Grenade phanh cứng là siêu sao nữa thôi, là đằng trước của mình có thiếu con một con nữa thôi là đủ năm rồi, là ngon quá rồi. Đấy, bài mình thì vẫn còn ok, chưa tới nỗi mà tệ tệ lắm, thua vẫn còn giữ được máu, 98 máu nãy giờ sẽ cũng ổn đi. Ok, súng nè, để cái này để đây chút xíu mình đưa cho con khác cũng được. Bài này có thể đưa cho con nhiều con lắm, cái kiếm súng này bây giờ khá là ngon. Tự nhiên giờ không biết đi bài gì chứ nghe nó hơi lạ lạ. Khổng lồ không lấy rồi, bản thân không lấy rồi, độc dược. Trời đất, thôi lấy độc dược đi, lấy xây dựng đội hình cũng được. Nhưng mà biết sao, bây giờ đội hình nó chỉ là một cái team reroll thôi các bạn, mà mình bây giờ chưa có đi được con gì hết mà bây giờ đi team reroll. Ui Bobby. Quất luôn, để vô nhầy luôn đi. Từ từ biết sao, mình bán con đó rồi để mình lấy siêu sao khác thôi. Xấu à, mình có thể lấy siêu sao 2 hoặc 3 tiền. Bán con đó đi để lấy siêu sao chứ. Bây giờ siêu sao gì cũng được, Grenade phanh cứng cũng được. Đưa Bobby dễ chết lắm, chút xíu nữa để đưa con này để lấy thêm cái hiệu ứng true dam của nó. Rồi thằng này cũng Penta nữa. What the fuck, Penta ghê đấy. Thằng này cũng Penta nữa. Có bộ team mình khỏe hơn. Có bộ team mình khỏe hơn chút đỉnh. Có Bobby khỏe đấy chứ, Bobby đập choáng ác đấy chứ. Ai à, thằng này đi siêu sao con Olaf. Wow, siêu sao Olaf khỏe đấy nha, về cuối cái bé ổn định á. Nhưng mà biết sao, một tiền về cuối không gánh được đâu, phải có thêm ca thớt của các thứ các loại Penta kìa. Lúc đó nó mới gánh được, chứ còn bây giờ gánh thì chỉ có chết thôi. Bây giờ xoay luôn nha, xoay kiếm siêu sao luôn chứ nha. Siêu sao bây giờ siêu sao 2 hoặc 3 tiền là hợp lý. 6 này ra 2 tiền là cao nè, 2 tiền là tới đâu, 6 này là ủa 7 mới là 3 tiền nhiều, 6 này vẫn là xem 2 tiền nhiều. Để xoay 2 tiền thì bây giờ có nhiều con lắm. Khó quá này nè, bây giờ team này bây giờ vẫn dép được cho nên tiếp tục dép thêm dáng nữa. Chứ còn mà không dép được là mình xoay cho kiếm thanh cứng luôn, ở quên kiếm siêu sao luôn. Chứ bây giờ mà để như vậy chút xíu nè, thằng quỷ trên này, thằng này bây giờ nó thắng mình một cái nha. Không, nhưng mà thằng này thắng không được, thằng này nó ép level để cố gắng nó nuôi cái hũ của nó mà. Nó cố gắng nó nuôi cái hũ của nó cho nên cái hũ này nó thua mình trận này chắc là cũng phải lên trăm. Trăm, 104, 104 không, nó khoảng trăm là hợp lý. Trội sẻn, ôi ba sẻn. Thôi, ba sẻn này chút xíu nó hết 10 hết steel á. Thôi, điên rồi, game ra bài game điên rồi, game này điên rồi, game điên nặng. Game điên nặng luôn, chút xíu 10 hết steel ông nội ai chơi cho lại. Damn, sao xui dữ ta. Cái trận thua tụt quần thì kiếm cái sẻn không ra. Còn cái trận thì gọi là nói chung là dép máu được á, thì cuối cùng lại lại ra ba sẻn một giờ một lượt các bạn. Ba sẻn một lượt. What the hell? Hay đấy. Cái to mặt lớn quần què à. Ghét thiệt. Mà bây giờ không xoay thì chờ nữa chắc là hết luôn. Ây da. Ai đây rồi. Đây rồi, đúng rồi, đây đúng con mình cần rồi. Hợp lý quá luôn á chứ, tính ra ngon. Vậy thì khỏi cần 5 phanh cứng, 3 phanh cứng là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta đưa đồ cho Mordekaiser luôn, hợp lý quá luôn ấy chứ. Hợp lý quá luôn, con Mordekaiser này là tuyệt vời. Bây giờ chỉ cần kiếm Mordekaiser 3 với lại Pentakill thôi là quá ngon.
Được. Ngon. Cái này ngon nè, vậy hợp lý nè. Ui, tính ra là lên vào 6 và ra 3 tiền luôn, mình cũng may mắn đó chứ nhờ. Ồ, ra 3 tiền luôn đó chứ, mình tính kiếm Grena chứ. Mà ai giờ đâu ra con này, Benta luôn đó chứ, ngon. Ra vệ binh là bỏ rồi, ra vệ binh là ăn cứt rồi đó, hên là ra Benta đó. Khỏe, khỏe, Modern Kaiser lần này đi mua, trước giờ chưa có đi Modern Kaiser tăng mà gọi là gánh gánh game bao giờ đúng không? Đây bây giờ bạn coi nè, Modern Kaiser gánh nè. À, mình build Modern Kaiser gánh game này cho bạn coi nè, dễ dàng luôn, mình nói thiệt luôn, mình build con Modern Kaiser này ở 3.6 này mà kiếm Modern Kaiser thì mình nói thiệt với bạn luôn, mình build cho bạn coi gánh game này luôn. À, gánh game này cái nhẹ luôn chứ không phải là gánh game bình thường, gánh game này cái nhẹ luôn nè. Twisted Fate đang rất là hot nha bạn. À, mình nói thẳng luôn, Twisted Fate đang rất là hot, hot hơn cả Ari lúc trước luôn. À, Twisted Fate đang rất là hot, nếu như mà bạn vô mà thấy một thằng đi disco, bạn ôm Twisted Fate cho mình. À, bạn ôm 4 tiền cho mình. À, cãi nó ra siêu sao hay Twisted Fate cũng được, nhưng mà tránh cho tình trạng nó lên, nó dễ lên quá. Bạn vô bạn cứ thấy thằng nào mà đi disco rồi ôm luôn, không có nhiều. À, ôm luôn thằng nào vô trong đó khoảng chừng một trận ba thằng ôm Twisted Fate thôi thì thử coi nó tìm siêu sao kiểu gì. À, tìm siêu sao đỏ con mắt luôn. À, vẫn có thể ra siêu sao, vẫn có thể, nhưng mà chắc chắn là một trận và có nhiều thằng ôm là chắc chắn là nó bắt đầu nó thốn liền, nó kiếm rất là lâu. À, cái tỷ lệ ra nó thấp phải không, nó không thể nào mà nó ra bằng mấy con bốn tiền kia được hết, cho nên là nó sẽ kiếm rất là lâu. Lúc đó disco lúc đó thì thôi luôn, đỏ con mắt luôn, lúc đó ai gánh thì disco ai gánh, chỉ có Twisted Fate gánh thôi, ai gánh được đúng không, tuyệt sắc luôn. Tuyệt sắc thì chỉ có Twisted Fate với lại disco là chỉ có nó thôi. À, đúng không, chỉ có nó thôi, không có con nào khác đâu. Về cuối là ôm vô một cái thì thôi, trời đất ơi, đồ đạc gì đây, đồ này chút xíu nữa cho ca thết là quá hợp lý luôn, đi Benta mà cầm ca thêm ca thết nữa thì quá ngon. Rồi bây giờ bắt đầu là bán những con không cần thiết đi, set up lại đồ hình. Ui, tính ra mình vẫn còn đầu bảng nha bạn. Ồ, tính ra mình vẫn còn đầu bảng nha, mình lúc đầu là mình gọi là mình giữ máu rất là mạnh á. Tính ra trận này ngon nè, mình giữ máu mạnh. À, mình giữ máu giai đoạn đầu rồi tránh gọi là xả máu, 98 máu, tính ra mất 2 máu giai đoạn đầu thôi. Khá là ngon, cái team lúc đầu của mình giữ máu rất ổn luôn. Bắt đầu bây giờ là bắt đầu nó thấy gọi là ai ăn ai được ai hơn nè, chứ còn bây giờ tụi nó bắt đầu mạnh lên rồi. À, kể cả hết steel bây giờ tụi nó cũng bắt đầu đã có đầy đủ hết rồi, 5 hết steel hoặc 7 hết steel rồi, thằng nào mà lụm được cái sẻng nữa thì 7 là cái chắc, không có thể nào chạy thoát được. À, thằng nào mà cầm được cái sẻng thì 7 hết steel là cái chắc rồi, chạy đâu nữa bạn. Sao 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 tuổi tôm nha. Trời ơi, siêu hùng bị hiện diện, what the fuck, cút, trời ơi, thuật sư thiện chiến, cút, lấy thăng hoa, không nói nhiều. Trời ơi, bài này phải lấy thăng hoa thôi. Bobby nè, Bobby lên 2 sao luôn thì quá ngon. Ari, Ari bây giờ có mua không? Mua là nhốt đó, tại vì bây giờ mua là phải nhốt đó chứ. Bài này thì có một thằng đi, hình như có một thằng đi phép, nãy mình thấy mình không nhớ thằng nào, nhưng mà nếu mà có một thằng đi phép bài này nhốt Ari cũng hợp lý. À, nhưng mà biết sao, một mình thì không ăn thua, phải tụi nó cũng phải thấy, tụi nó cũng phải thấy kìa đó, như vậy thì nó mới ổn, chứ còn mà một mình nhốt thì một con không ăn thua, là mình có thể nhốt để tránh nó lên 3 sao thôi. À, chứ còn mà việc nó lên được 2 sao là cơ bản mà phải không. À, cơ bản nếu mà nó lên được 2 sao rồi thì tránh nó lên được 3 sao thôi. Không, thấy vậy chứ nhiều khi nó 4 tiền 3 sao nhiều lúc bạn không biết được đâu. Nè thằng này đi phép, ôi thằng nhì bảng luôn à, what the fuck. Nãy mình nói rồi mình nhớ con thằng đi phép mà, ai về đâu là thằng nhì bảng luôn. Nó đi rồi, Ari nó chưởng bệnh luôn. Ari nó chưởng con Modern Kaiser bệnh luôn, mất cái chuỗi với thằng này luôn, hay nhờ. Mất cái chuỗi này luôn, ngon đấy. Để im, để mình tính cho Eco lại chút xíu, lấy 50 tiền xong rồi xoay Modern Kaiser 3 thôi. Nãy giờ mình chưa thấy thằng giành Modern Kaiser với mình, có một thằng đi Benta, thằng đó đang có một bộ con Modern Kaiser 1.
À, có một thằng đi mua Penta thì có một thằng đó có một con Wonder Kaiser thôi, cho nên là mình vẫn còn ổn định. 3 tiền nó khác 4 tiền không? 3 tiền chấp luôn, 3 tiền tao vẫn có thể thoải mái được, còn 4 tiền khác nha. 4 tiền mà thấy một thằng đang cầm rồi mà bạn kiếm siêu sao là bắt đầu my god. Là bắt đầu hơi thốn thốn rồi đó. Rồi bạn thấy Modern Kaiser cái là cái giáp không? Cái máu ảo của Modern Kaiser vãi đái. Rồi có cái hồi mana chậm quá. Nè, mana đầy lên một cái. Ồ, cái đam của Modern Kaiser đỉnh vãi. Ừ, đam phép tuyệt vời luôn mày. Và cái máu ảo cũng ổn nữa, cho nên là chỉ cần mà nó đầy mana cái là nó lên cái lượng máu rồi bạn đánh nó khó lắm. Rồi xong luôn. Bài này có luôn, bài này có ăn dặm luôn. What the fuck? Chết tôi, bài này phải lấy cái giáp thôi, lên con Modern Kaiser cho cái quyền quyền năng khổng lồ. Chứ còn chắc chắn là mình không lấy được Yorick rồi. Yorick 5 tiền ở đây mình nhì bản mà. Mình nhì bản dễ gì mà mình lấy được, cho nên thôi mình lấy cái giáp để lên con quyền năng khổng lồ cho con Modern Kaiser cho nó full đồ đi. Xong rồi mình chuẩn bị 50 tiền rồi mình kiếm Modern Kaiser 3 sao. Ok, được. Cái trận này đáng lẽ là mình không lấy con Kennen đâu mà mình lấy con vệ binh kia, con kích vệ binh cho Modern Kaiser. Nhưng mà hai vệ binh hai vệ binh để về cuối tính, chứ còn giờ không ăn thua bạn ơi, không ăn thua, hai vệ binh không ăn tiền. đáng lẽ không lấy Kennen đó, chứ mà bây giờ tại mình lấy Kennen để mình lấy cái True Dam. True Dam cho con Kennen nó có cái gọi là nó sốc, gọi là chí mạng kêu bằng gì, hưởng khống chế, hưởng chế cứng, cũng là cũng ổn định. Ôi được quá nha, ba đồ khác bạn ơi, ba đồ nó khác rồi này. 25 điểm nè bạn coi nè. Đó, trời ơi, trâu chưa? Trâu chưa? À, trâu chưa? Khỏe vãi nè. Trâu chưa? Ôi thôi đi rồi, mẹ con cái con. Trời ơi, sao nhà Lucian nó bắn hết vô con Modern Geyser luôn mà thấy không? Con mua luôn con Lucian để ngay góc nó bắn chéo qua con Modern Geyser hưởng hết một combo luôn. Trời ơi. Hay thiệt sự luôn. Con Modern Geyser hưởng hết một combo luôn, quá đáng thiệt. Bắn thì nó bắn một nguyên một combo vô người, mặc dù là một sao chứ có sao sống nổi bạn. Nếu mà Modern Geyser 3 thì khác rồi đó. À, Modern Geyser 3 là 40 lượm rồi đó, chứ có cái là Modern Geyser ta mới 2 sao thôi. Cho nên là tao chơi không nổi. Cho nên là tao chơi không nổi, tao nhịn mày đi. Nhịn đó bạn, nhịn đâu có nhục. Bây giờ thì mình thoải mái, mình 75 máu, nhẹ nhàng, mình cứ chơi tèn tèn thôi. À, mình cứ chơi tèn tèn thôi, chút xíu là mình tính, chứ mình đâu có cần phải gọi là gấp gáp làm gì. Đi siêu quẩy. Siêu quẩy à. Siêu quẩy à, siêu quẩy à, trời ơi. Ui, nè nè nè, búp cái siêu lên, ui đầy nhóc. Thôi rồi, Bobby gãy rồi. Ôi vậy là Modern Kaiser vô địch mẹ, còn gì nữa bạn, ai chơi lại mày nữa, nè. Nè, ai chơi lại nữa bạn, ôi nè nè, ôi giời, tưởng gì. Modern Kaiser 14.000 đam, phải. Đam khỏe vãi, chút nữa mình có ca thết nữa, càng tốt. Mình có ca thết thì mình cái ca thết của mình toàn con Samira. Samira dạo này nghe nói đồng quê đang khỏe lắm, đồng quê đào phủ đang nghe ấn ấn sườn lắm, nhưng mà chưa có cái dịp đi Samira. Khi nào có dịp đi Samira thử nó khỏe cỡ nào. Ok, tại vì cái ấn đồng quê bây giờ là ghép rồi đó, cái ấn ra thì ghép không được, xui thiệt luôn á, cái bài ra đang ngon thì cái ấn ra là ghép hết được. Bây giờ nó chuyển thành ấn đồng quê. Rồi chuyển thành ấn đồng quê cũng được. Ấy da rồi. Pentakill cắt hết. À, đưa hết đồ luôn các bạn, mình nói thiệt mình lấy cả thết vô đưa hết đồ luôn. Bài này cầm cả thết là tuyệt vời luôn, hợp lý luôn. À, cả thết dạo này đang khỏe nữa. À, đưa cho nó hai món thôi hoặc là ba món gì, cả thết hai một cái thôi. Thừa đồ như vậy thì thôi xin lỗi, là lấy trước tiên là Blue. Mặc dù Blue yếu, mặc dù Blue bị giảm sức mạnh nhưng mà Blue vẫn dùng được bình thường, lên cho mày cái nón luôn quỷ diệt. À, hai đồ thôi như đây đủ tiền. À, hai đồ dây đủ tiền luôn, khỏi nói nhiều. À, bưng à, được. Trời đất ơi.
hay dữ trời, kiếm bia ép cũng được hoặc là cái cung gỗ cũng hay, nhưng mà để coi. Tao đi mẹ rồi, khó quá ta. Modogazer đứng trước không tăng nổi, bà nói rồi 3 sao chứ còn 2 sao không ăn tiền ơi. Zin nó bắn cho bệnh luôn, đúng kiểu là Zin nó bắn cho bệnh luôn ấy. Zin này đứng đằng sau mà bạn nghĩ đi, một cây cuồng cung, một cây hai cây BF với lại một cây cái cung xanh nữa thì nó bắn con Mordekaiser này sao chịu nổi. Mordekaiser 3 đi còn tính đó, đúng rồi, có Trudam Akali luôn, lấy luôn bạn ơi. À, qua Akali này Trudam hả, tục dữ trời. À, mà nói thiệt luôn, tại vì sao mình đang dướng con đang có hai con Trudam ở trong đó, cho nên mình chịu thôi, chút xíu nữa đổi đổi được, đổi luôn, đổi mẹ đổi cái gì qua đây. Kadia. À, lấy cái chiêu con Akali cầm Karia nó ngon hơn. Rồi nhưng mà team này thì da team này không ăn tiền, team này xin lỗi bạn luôn, team này bạn một sao đằng trước như vậy là chết rồi. Ui nhưng mà thằng này nó hai dương miệng. Xoay 18 lần được dương miệng đúng không? Tao biết rồi. À, xoay 18 lần được dương miệng. Ui cũng gặp cái thằng Lucian này nữa, mẹ cái thằng Lucian chó đẻ này. What the fuck? Trời đất ơi, hay dữ vậy ta. Nó đứng ở đó đúng kiểu là nó bắn vô con Mordekaiser luôn, chịu không nổ là không nổ mà. Hay lắm, được đây. Hay biết sao không? Cái trận này đáng lẽ mình không dùng Bobby đâu. À, cái trận này không dùng Bobby đâu, nhưng mà tại vì mình có một cái vương miện giai đoạn đầu á, cho nên là mình có một slot cho Bobby nữa, chứ không là mình không dùng Bobby ngay chỗ này đâu. Mình sẽ dùng con khác và mình có thể chuyển về cái kia luôn, chứ mình không có đi siêu quẩy như vậy, nhưng mà có Bobby như vậy cũng rất là ngon. À, có Bobby như vậy cũng rất ngon luôn, tại vì mình có thêm một slot mà Bobby 2 nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ Mordekaiser tính Mordekaiser 2 đi là tính, chứ còn Bobby 2 không ăn thua. Bobby không có đồ nữa chứ. Bobby không có đồ nữa thì Bobby bị bắn bệnh luôn. Bobby vừa vô mất tiêu luôn á. What the hell? Bobby chưa kịp làm gì gãy luôn hả? Thôi đi rồi. Giết được con nữa đi em, một con nữa thôi, đúng rồi, không giết được luôn. Đầu thế nhỉ? Mordekaiser 3. Ồ, đất coi cái ấn Karia ngon quá trời ngon luôn. Nhưng mà lấy làm cái mẹ gì? Lấy đưa cho con Akali à. What the fuck? Chán không muốn nói luôn. Chán không muốn nói luôn. Bây giờ lấy cái đồ gì đây? Bây giờ lấy chỉ lấy cái con nước rồi lấy cái này thôi, đưa cho Carthage rồi Carthage 2, hy vọng là nó thêm đam vô cho Mordekaiser sống. Nó giật đằng sau cho nó chết hết đi. Hai nón với lại Mordekaiser Carthage 2, một cái là nó giật đằng sau á, nó giật cái hàng sau của team kia chết luôn là khỏe. Có Penta luôn nè, bây giờ 7 Penta không ta? Bây giờ 7 bên ta cũng chưa có, bây giờ có 7 bên ta rồi nè, nhưng mà giờ Mordekaiser thì chưa có 2 sao. Ây da, trời ơi, mới nói lại ra thêm một con nữa, mồi màng đẹp đấy. Giờ lên 3 sao luôn là tốt, còn ca thớt lên 2 sao là ok, đủ ngon. Bây giờ 8 rồi, giờ xoay Mordekaiser 3 thôi, chứ còn mà chờ nữa không có, nhưng mà không có thằng nào đi các bạn. Tính ra bạn thấy không, không có thằng nào đi hết á. Cho nên cái việc mà mình xoay không ra 3 sao là vô lý dữ lắm. Phải như ít ra cũng có phải một hai thằng đi chung bài á, hoặc là nó có dùng Mordekaiser thì không ra là cũng hợp lý đi. Còn cái trận này không có thằng nào đi, không cầm, không có thằng nào cầm Mordekaiser luôn á, mà mình không xoay ra là nó đúng kiểu là bài bịp. Đây nè, bài ra mà ra ổn, không có thằng nào chơi đó, trên giờ cứ xoay là ra ngon 3 sao luôn. Trời ơi, 3 sao luôn. Ây da, y lâu y lụm nha. Xin phép lấy y lùi cái. Đây rồi, hợp lý rồi. Không có thằng nào chơi mà. Có thằng chơi thì mình còn nói là là khó, chứ còn không có thằng chơi vẫn ổn. Xoay được Mordekaiser 3 bây giờ team mình mới sao là ngon nè. Bây giờ chỉ cần ca thết 2 nữa thôi, lấy tiền. À, ca thết 2 lấy tiền, chắc chắn lọt top. Top 1, top 2 nha, chứ không có nói nha. Thằng này cầm 2 con, what the hell, nhưng mà ba tiền thì xin phép bạn tiễn bạn về nước luôn, bố mày lấy thêm 2 con Mordekaiser chơi nữa nè. Ba sao rồi bạn, cứng, 3 sao cứng thôi nè. Bạn coi nè, Ugot là ba đúng không nè, đứng ở trong vòng này đi rồi thấy nha con.
Modergazer tao trăm năm chưa tắm rồi đó, đưa đứng xung quanh tao này rút đam là hơi bị đau đó, cu. Còn Bobby nữa lừa tao hoài. Khó chịu. Bài sao mình còn có 18 máu vậy ta? Hồi nãy mà máu của mình cũng dữ dằn lắm mà. Đúng kiểu là tìm tới Modergazer 3 là bắt đầu máu nó mất mất gần sạch rồi, nhưng mà không sao. Không sao, có Modergazer 3 rồi, bạn cứ yên chí, chắc chắn là mình lọt top. Mà bây giờ tính ra là mình đã lọt top rồi. Mà mới lên Modergazer đây thôi đó nha. Ok. Ok. Up 9 thôi, biết sao up 9 để con Eloy vô ngon. Ây da. À, không có đồ tăng nữa, chết tôi rồi. Lấy cái móng vuốt Serac này đi. Serac này để làm gì? Để cho con Bobby. À, Bobby. Rồi. Bobby cầm móng vuốt này cũng được. Nói chung cũng ổn. Để coi. 18 máu rồi chứ, mình giờ chỉ còn ngại đầu bảng thôi. À, mình không biết là mình thắng được đầu bảng không, chứ còn mấy này là tôm tép. À, chắc chắn là mình lụm rồi. À, hết siêu bài mày ngon đó, nhưng mà xin lỗi bạn không có tuổi nào luôn nha. Hết siêu bài bạn ngon đó, nhưng mà qua khỏi Modergazer 3 của tôi rồi bạn tính nha. Nè, máu đầy nè, đó trời ơi, bạn thấy cái ống máu mà ống máu của nó lên nó ui rồi đã ui. What? Cathed với lại Modergazer làm thấy không? Mà nó rồi. Con Modergazer nó đã tăng đã có mà con Cathed giờ này đam ảo ma Canada dữ lắm luôn bạn ơi. Cathed dạo này nó ảo ma Canada dữ lắm, nếu mà cầm Cathed vô là bạn thấy bạn khỏe liền. Cho nên là cứ bây giờ để mình lên chính cái mình để con Eloy vô cái là mình kiếm ca thết hai cái là xong. Mọi chuyện chấm dứt luôn. Chắc chắn là mọi điện chấm dứt liền, không có nói nhiều. Ok. Giờ đồ gì giờ ghép cái gì bây giờ thiệt luôn á. Đồ đạc lấy cái gì bây giờ thiệt. Hai món là giờ đưa cho Bobby thôi. Bobby thì bây giờ mình muốn kiếm cái quyết kiếm kìa, chứ còn mà cái đồ này thì không thua. Thằng này đầu bảng đúng không? Nhưng mà xin lỗi bạn nha, nè bạn hồi nãy bạn lấy cái gì bạn chơi tôi, nhưng bây giờ xin lỗi bạn không có tuổi nào luôn. Modergazer 3 mình lên 3 sao rồi thì bạn không có tuổi nào hết. Đấy, trời ơi, Cathed giật còn chết luôn con 2 sao đằng sau nó ghê thiệt, đam nó còn to hơn con Modergazer nữa. Đúng là Cathed hai nón có khác à. Bây giờ kiếm một ca thết nhưng mà không có nè, bây giờ phải kiếm được một ca thết nữa là thôi. Đôi ta chấm dứt từ đây là tại sao mình lấy con Akali đây đây để mình kích đao phủ vô ca thết. Kích đao phủ vô, đao phủ mà nó giật chí mạng một cái tạch. Thôi đất ơi, bên kia thì chỉ còn là hư không. bên kia thì chỉ còn là hư không thôi bạn. Mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng. Ôi mình với đầu bảng solo luôn ha, chất lượng dữ ta. Chất lượng dữ ta, nhưng mà xin lỗi bạn nha, mình đang có đầy đủ tất cả mọi thứ ở đây rồi. Akali cho mày đánh cái thúc tu của tao đó, đánh đi. Đánh thúc tu đi. Thoải mái luôn bạn ơi, còn nhiều để cá thết với lại Modergazer mình lo. Thấy không, lậm tiền, trời ơi, sét đánh ngang tay. Ồ, Cathed nó xét đánh ngang tay là con đùng. Bên kia còn chấm máu ba con. What the hell, xịn. Ngon đấy. Bây giờ có lửa, quên có quyết kiếm này rồi. Có quyết kiếm lấy Bobby, mày chết rồi con ơi. Mày chết với lại Bobby của tao rồi. Bobby có quyết kiếm mà quá ngon luôn nè. Bây giờ Bobby có quyết kiếm với một cái tay rắc rồi. Bây giờ thêm một đồ tăng nữa là được. Đồ tăng là ai, là cái gì? Đồ tăng hả? Đồ tăng bây giờ cho mẹ cái giáp máu hoặc huyết rồng gì đó, vuốt rồng gì cũng được, vô miễn là có hồi máu cho Bobby đứng võ là được rồi. Hợp lý luôn, quá ngon luôn á chứ. Tính ra là quá hợp lý luôn, đúng rồi, lấy cái BF lấy cái này vô đập. Trời ơi. Ta kêu lên đồ tăng mà sao vậy nhờ? Bây giờ lấy cái Sujin này để vô thằng nào giờ? Bây giờ team mình thằng nào cần xài chiêu chắc là có Eloy thôi. Chắc là lấy đưa Eloy thôi, chứ còn team mình có nào xài đâu. Cathed full đồ mẹ rồi. Khổ thiệt. Rasujin giờ này mới tột tôi chứ. Rasujin giờ này mới tột vô Cathed giật nè. Đó, một con đi nè, ghê chưa.
Bobby gõ, Bobby đằng trước, Bobby đang gõ, Bobby được gõ. Ok. Giật xét nè, trời ơi, Carthage một. Damn. Carthage ơi, Carthage một giật thôi là không còn gì để nói luôn mà Carthage đúng một giật thôi, hàng sau mà bạn nói hàng sau nó ngàn mấy máu không gì, đúng mất tiêu, trời đúng hai nón có khác ha. Mà này là Carthage một đó nha bạn. Nhắc lại lần nữa là Carthage một chứ Carthage hai nãy giờ là có thể giật chết hàng răng luôn đó. Ngon đấy. Ưng bụng đó nha, nói chung là khá là ưng bụng. Được, hợp lý. Rồi. Trời ơi, thôi tha tao. Đây rồi. Thôi vô trận mẹ nó rồi. Ok, hiệp sau lên được ca thích 2 cũng được, không sao hết. Bài này cũng ok rồi. Có mua được cái giờ trước tăng thì cứng lắm rồi, ca thích ngoài sau là chỉ đủ mana thôi. Giật xét. Đó, trời ơi, chết hàng hàng sau liền mà làm sao chịu nổi. Ok, ca ui ca thích với lại mua được cái giờ combo này khỏe vãi. Đi à. Ủa sao thua luôn được nhà, nó còn 31 máu mà. Ok anh em đang xem nữa lại cho mình một like. Ai chưa muốn đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nhé. Còn bên dưới là mình sẽ được thả team tham gia nhóm bài đàn Hamai Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người, chúc mọi người chơi game vui vẻ nha.